về tôi luộc trứng mỏng mới được cảm ơn. Chưa ăn không? Ăn rồi, còn mấy trứng. Trời, nhỏ cái nhà tôi nó có bầu á, mà tôi lại quên vụ là như tôi có trứng mỏng á. Cái mỏng tôi đem hết rồi, nó đâu còn mấy nữa đâu. Cái vậy nó hỏi tôi mà nó cần xong rồi. Tôi quên đi, sát luôn. Thế giờ cái hổ cái tôi nó còn á, nó có đợt á. Chú này không chịu cái mặt nè. Nữa người nhà lấy tăm bông vệ sinh trong cái bàn tay cho bé nè. Đó mình thấm nước đây. Hả? À, vô con giòn thấm nước rồi cái vệ sinh bình thường thôi. Chữa nhiều lắm không chị?